Bản thể đại đồng dân tộc. Từ tâm thức giống nòi rồng tiên đến tâm thức lưỡng hợp âm dương, một ước vọng phồn thịnh hóa cuộc sống. Và tâm thức đơn sơ về vũ trụ, về địa linh đất tổ và bản năng dung hợp văn hóa, lòng yêu nước nồng nàn, tình đồng bào thấm thiết. Tất cả là niềm tin độc lập tự chủ với thiên hướng sùng bái thần linh, tín ngưỡng thờ trời đất. Tất cả đã tổ hợp thành một bản thể vô hình, có giá trị thống nhất tinh thần mỗi con dân nước Việt, để đoàn kết chiến thắng xâm lăng khi quốc biến, để xây dựng đất nước, phát huy văn hóa thổi hòa bình, và thăng hoa tâm linh trong cuộc sống nhân sinh an lạc. Bản thể ấy không thấy được bởi biến hóa như con rồng thiên quy dũng, không sợ chạm được mà an nhiên, nhân ái do phẩm chất con tiên. Nó bao hàm sức sống, bất biến lẫn tâm linh siêu xuất. Bản thể đại đồng dân tộc và thời Tam Kỳ Phổ Độ. Thánh giáo có viết, luật định thiên nhiên, tam nguyên vận chuyển, đến thời kỳ phải dùng tiểu quốc để khai hội Niết Bàn, nên mượn Việt Nam ban truyền chánh đạo, thánh giáo của Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn. Chánh đạo là đại đạo nhất nguyên, đại đạo là nhất nguyên của tam giáo và nhất lý của vạn giáo, là nền văn hóa đạo đức của dân tộc, nghen nhúm từ sơ khai, sáng chói thời Lý Trần, âm ỉ mãi về sau trong sinh hoạt tâm linh của người dân Việt. Vua Trần Thái Tông đã từng viết Nho Điển Thi Nhân Bố Đức, Đạo Kinh Ái Vật Hiếu Sinh, Phật Duy Giới Sát Thị Trì. Theo sách Đạo Nho, dạy thi nhân bố đức, kinh đạo lão bảo yêu thương mọi vật và tôn trọng sự sống, thì Đạo Phật cũng chủ trương là hãy giữ giới sát, đừng sát sinh hại vật. Từ năm 1237, vua Trần Thái Tông bắt đầu chấn hưng quốc học trên nền tảng tinh thần tam giáo, cho nên mới có kỳ thi tam giáo vào năm 1247. Năm 1253, nhà vua lập viện quốc học. Khi viện xây xong, nhà vua bắt đắp tượng Chu Công, tượng Khổng Tử và Mạnh Tử và vẽ 72 người hiền để thờ. Về truyền thống lấy dân tộc làm gốc, Đức Trần Hưng Đạo từng dạy khoan thứ sức dân, lấy kế bền gốc sâu rễ là thượng sách giữ nước. Còn Nguyễn Trãi đã tâu với vua rằng dám mong bệ hạ rủ lòng thương yêu và chăn nuôi muôn dân, khiến trong thôn cùng sớm vắng, không còn một tiếng hờn giận quán sầu, đó là cái gốc của nhạc vậy. Đến thời Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Vạn Hạnh Thiền Sư còn thắp sáng lại truyền thống đạo đức dân tộc. Chuỗi dài ý hệ cõi Nam Giao, thánh đạo Nho Tông những sắc màu, đã có trường thi tam giáo trước, nhịp cầu nối tiếp nhịp theo sau. Đó là tam giáo được đồng nguyên, về với ông cha một chiếc thuyền, tuyền đạo đóng bằng tư tưởng đạo, cho tròn danh nghĩa đấng cao thiên. Đó là bản chất của đại đạo. Bất cứ thời nào, hoàn cảnh nào, Việt Nam đều có thể vận dụng bản thể ấy để tồn tại và phát triển. Thiên hạ đua nhau kiếm đũa thần, để lo trị quốc với an dân. Đũa mình sẵn có, cơm mình có, mượn chắc làm chi nhục trí nhân. Trên trống đồng, nếu trống đồng Việt Nam là trung gian giữa con người và thần linh, thì ngày nay đạo cao đài có thể nói
bản thể đại đồng dân tộc là gạch nối giữa dân tộc và anh linh tổ quốc. Bài kinh cúng chư thần Việt Nam trong đạo Cao Đài là một minh chứng. Trời Nam đất Việt cao dày, hồng bàng mở nước đến nay 5000, âm dương tụ khi thanh chân, non sông linh tú sức sanh thánh thần. Từ Hồng Lạc đến Trào Trần, biết bao liệt sĩ chơn nhân độ người. Và tâm sự của tiền nhân, nước của mình dân mình đấy nhé, ổ chim hồng sẽ đẻ sao đang, tiền nhân công nghiệp huy hoàng, dựng nên biển bạc non vàng ngày nay. Giờ ta hãy chung tay góp sức, giờ ta toan nỗ lực hy sinh. Hy sinh tự hữu chính mình, đắp xây nền tảng thái bình trời Nam. Và niềm tin nơi tinh ba của dân tộc, lần trang việt sử mà xem, lạc hồng dân hiến trước thềm Đông Phong. Và một đoạn thánh giáo khác, ngày nay trời mở đảo nhà, cho hồn Nam Việt tinh ba kết thành. Trời mở đảo nhà, vì đó không phải là cái đạo xa lạ đối với dân tộc Việt Nam, mà đạo ấy vốn đã sẵn có trong tâm thức, trong tiềm thức người con dân nước Việt. Thế nên, từ bản thể đại đồng Việt Nam, phát huy lên đạo Cao Đài, để Cao Đài Việt Nam làm gạch nối liền với bản thể đại đồng nhân loại, thực hiện cơ cứu thế kỳ ba. Muốn cứu mình cứu nguy thiên hạ, dựng niềm tin tạo hóa chi công, trở về nguồn cội tổ tông, đó là cái đạo ở trong mỗi trò. Kết luận, từ nguồn cội tổ tông là bản thể của dân tộc, làm đầu mối thể nhập vào đạo tại tâm, chính là bản thể tự thân như lời dạy của Đức Vạn Hạnh Thiền Sư. Hãy chắp tay hướng mắt vào bản thể của con người, vạn thể tự tâm thể biến sanh. Tự chủ được bản thể là tự chủ được thiên hạ. Chinh phục được con người hiện hữu là chinh phục được vũ trụ hằng tồn. Đừng lo cái không đáng lo, đừng nghĩ cái không đáng nghĩ. Hãy bước thẳng và lặng nhìn vào thiên tâm bản thể. Thiên tâm bản thể chính là nơi hội nhập cuối cùng, quy hoàng nhất của bản thể con người, bản thể đại đồng dân tộc, bản thể trời đất vũ trụ.